Không ai biết đàn hết trơn á, tôi xách theo tôi đàn. Trời ơi, bảnh gì đó hả? Tôi ngẫu hứng lên tôi đàn vài bài, tôi vui với thầy trò tụi nó luôn. Ủa, có thầy hả, có thầy hả? Tôi nghe nói có một cô giáo đẹp người đẹp nết xuất hiện ra để dạy mấy đứa nhỏ chứ, ủa thầy đâu ra? Ta nói thầy trò cho thuận miệng vậy thôi. Ừ. Chứ có một cô một lớp thôi à. Ừ. Mà tôi nói cái này cho ông nghe nha. Cô giáo giống như là tiên nữ mà giáng trời xuống vậy. Sao không hiểu? Thì cô giáo cũng tốt. Cô dạy cho mấy đứa nhỏ biết chữ, cũng không có nhận tiền, không có nhận quà cáp gì hết trơn hết trọi á. Thành ra mọi người mới kính nể, cô nít mới yêu thương. Quỳnh Nga nhà tôi cô vậy chứ mà nó thần tượng cô giáo lắm mà. Người ta giàu người ta mới xin lễ nghĩa, người ta mới xin phú quý. Còn nghèo móc bọc ở cái bãi rác này mà bày đặt lễ nghĩa, lễ hội, lễ lạc gì. Ôi mấy đứa nít nó dùng chữ nghĩa rồi đau to bú lớn vậy thôi. Cho nó sơm. Ê, hả? Bữa nay là coi như là sơm hơn mỗi lần đó nghe. Sao? Lần trước đó tổ chức Tết Trung Thu á, trời ơi vui quá trời, nó đốt đèn cây tùm lum hết trơn. Tụi mày la cầm chừng, tôi sợ tụi nó đốt cháy bãi rác. Trời ơi, nó quất bãi rác cái trụ lũi luôn á. Mà bữa nay chắc là sơm tụ hơn năm trước đó nghe. Tôi nghe có tiếp thu ý kiến gì đó. Lúc đó ông mắc nói gì thì ông nói. Thôi, ha. Nói gì đâu mà nói. Tôi là có thằng trai đứa con gái mà chưa làm xu gia, chưa có cháu nội cháu ngoại gì hết mà biết chữ nghĩa gì đâu mà nói gì. Thì không nói đi. Không nói thôi. Thì không nói. Ủa mà đi từ nãy giờ đó là không thấy một cái nhà nào đất đai minh mông như vậy mà sao không thấy ai ở ta? Đất rộng lắm. Nhưng mà nghe nói sắp quy hoạch giải tỏa gì đó. Làm giống gì? Làm phần mềm phần cứng gì đó mà cái này nó không dính líu gì tôi nên tôi không thèm hỏi gì hết trơn. Thôi không dính dáng gì mình đó, thôi mình bỏ qua đi không? Ở đâu quen đó Mỹ ha? Dạ. Mọi người ở đây á, chẳng ai có bảo hiểm, cũng không có tiền dự phòng, cũng chẳng ai có trình độ học vấn. Ai á cũng bình thản sống kế bên bãi rác, chẳng sợ nghèo khó, dốt nát hay là bệnh tật. Chị nói đúng đó. Em với anh Đủ cũng nương náo cái xóm gia trai này để tồn tại á. Họ lặn lội từ những vùng quê nghèo khó, họ lên đây lập nên cái xóm ngụ cư rải rác ở gian thành phố này nè. Mà chị thấy á, hầu như tất cả mọi người đều an phận. Nhất á, là mấy đứa nhỏ, chẳng đứa nào thắc mắc hay là có nhu cầu gì về vui chơi giải trí hết á. Tội nghiệp ghê. Mà cũng nhờ chị đó, mấy ngày qua anh Đủ, anh Trắng với chị Nga vận động hết bà con mình để mà chung tay góp sức cùng với chị lo cho mấy em. Thì chị cũng đang thực tập cô giáo mà em. Mà nói thiệt chứ, từ tối tới giờ lòng chị nôn nao khó tả lắm luôn á. Chị nè, mấy đứa trong xóm á coi chị như là thần tượng trong truyện cổ tích vậy đó. Chị đã đem những hoài bão và ước mơ để mà xóa mù chữ. Em á, học văn học triết á rồi thấm vô tim ốc luôn à. Thì chị vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó mà, cho nên á thương mấy đứa nhỏ trong hai xóm lắm. Trời ơi, bơm được nhiều bong bóng rồi quá ta. Chị làm được mấy cái rồi? Nè, chị cũng đang cắt thêm nè. Thôi, làm nhanh nhanh tay lên, để một hồi mọi người qua là không kịp đâu á. Dạ. Ba! Ba ơi! Ba! Chú! Hai ông nên đi chung đi, hai ông đi anh đi, đi anh đi. Để tao đi với ông Tư, để đi bộ cho nó giãn gân giãn cốt. Còn thời gian mà con. Thôi để tôi leo lên cho. Trời. Sao vậy? Thôi đi đi đi. Trời ơi chạy đi. Đi trước nha. Chạy. Tao đi trước con. Ai con đi? Thằng nó suốt đêm hôm qua, thằng Đủ nó soạn ra rồi cái nó soạn vô, nó chất vô bọc này cái nó móc ra bọc kia, rần rần rộ rộ, tôi ngủ không có được. Nó làm như là chuẩn bị sáng nay đó là đi cúng đình hay là cúng miễu hay là bóng rổ gì vậy đó ông vua rác. Ơi cái gì vua rác đâu ra trời, cúng kiến gì đây? Mong anh ngộ nghe, mới lên đặt tôi biệt danh là vua rác gì đây. Trời đất ơi, ông đừng tưởng tôi đây mới lên mà tôi không biết nghe. Ta nói nào là hoàng tử phế liệu nè, công chúa gia trai nè, ông là vua rác nha, bà sao rảnh là hoàng. Thôi đó. Trời ơi, chứ đâu rảnh mà tám quá trời đất ơi. Ông nói vậy mà con nít nghe được đó ha. Rồi nó chọc kẹo tôi ha, ở đây toàn rác không nha, không có bồ lúa nào tôi nể trung được. Cái mặt bỏ xứ mấy chục năm rồi mà giờ còn nhớ bồ lúa chơi cút bắt.
Mà nói nào nghe tôi phục ông anh thiệt á. Sao? Ở trên này á, rần rần rộ rộ, bù khú đã đời luôn vậy đó mà ông anh chịu nổi ta. Còn tôi với quê đó một năm chỉ có một cái tích ta với lại bốn cái đám dỗ thôi mà ta nó mệt khờ me luôn. Trời ơi, thành phố này gọi là thành phố ăn chơi xả láng. Ừ. Quán nhậu là bao luôn. Con đường nào mà mới mở đấy ha, đầu tiên không thấy gì hết trơn trọi á. Cái sau cái là quán nhậu mà mọc lên quá trời với đất luôn vậy đó. Ăn tích Tây rồi ăn tích ta, rồi xong á rồi tới lễ hội này, rồi tới lễ hội kia đó, rồi cứ lễ hội nọ, rồi ngày của cha nè, đâu biết là cũng ngày của mẹ nè, lễ bồ bịch nè. Ông đừng tưởng tôi quê mùa rồi gạt tôi làm gì có ngày lễ bồ bịch. Trời ơi, ông này đúng quê thiệt nha. Sao? Lễ bồ bịch đó là lễ tình nhân đó ông nội. Là đủ thứ ngày hết trơn hết rồi. Thôi, cái vụ này tôi nghe ông kể lào lào vậy đó là cái mặt ông có ăn có chịu, có chơi có chịu à. Xích đầu mặt chơi. Thông tin nó cứ rả vô lỗ tai mình vậy nè. Không nghe không được. Bởi vậy cứ việc ăn chơi, thành phố này mà. Ông nói ông dưới quê ông ăn Tết xong ông làm đám giỗ ba cái bốn đám giỗ mà rồi ông mệt hụt hơi ở trên thành phố này ha, ông cứ chơi xa láng không có hơi đâu mà hụt đâu á. Anh Trắng, chừng nào chị Quỳnh Nga đem đồ ăn tới. Anh biết được anh chích liền á. Bữa nay anh Quang với chị Thu rảnh rỗi quá ha, tới giúp mọi người ha. Tôi cũng lu bu nhiều việc nhưng mà vẫn còn kẹt lại cái đề nghị phải chờ ủy ban phê duyệt 500.000 đồng để tri ân cô giáo. Cô giáo Thủy nè. Dạ. Thứ hai á, nếu có rảnh thì lên ủy ban ký nhận nha. Dạ. Vậy em cảm ơn anh Quang nhiều, cảm ơn chị Thu nhiều lắm, đã giúp em mở lớp rồi mà còn có lòng xuống đây giúp đỡ tụi em nữa. Số tiền đó em xin nhận, nhưng mà em á sẽ dùng số tiền đó để mua sách vở và tập viết cho mấy đứa nhỏ. Cô Thủy có lòng với mấy em ở đây quá. Hết thời gian thực tập, cô Thủy sẽ chuyển đi nơi khác. Chắc ở đây sẽ buồn và nhớ cô dữ lắm. Ê, bữa nay ngày vui mày nói chuyện gì buồn vậy mày? Ê mày, mày làm gì mày cứ me tao rồi cứ mày cứ đâm tao sùng lũng sùng bể hoài vậy Trắng? Tại tao, tao đâm mày vậy á để cho cô Thủy biết là tao có mặt ở đây để làm việc. Anh Đủ nè, em nghe nói á ở đây á anh Đủ góp phần rất là nhiều. Cái gì cũng mua mỗi thứ một chút, mỗi cái đều tốn tiền hết. Thì anh Đủ cứ đưa hóa đơn cho tôi, để tôi đưa lên ủy ban để coi xem xét như thế nào rồi trả cho anh Đủ nha. Cảm ơn cô. Thực ra không có gì hết á. Chẳng qua cái này á còn là ba đồ tái chế không à. Tôi đem tới đây coi như là đóng góp một phần nhỏ của mình vô cái niềm vui lớn của mấy đứa nhỏ đó mà. Anh hai bà dẻ quá. Em thấy đèn đủ sáng rồi, anh bắt thêm đèn nữa có tốn kém lãng phí quá không anh hai? Ủa anh Đủ, hình như hai cái bóng đèn đó là tiết kiệm điện phải không anh? Trời ơi, cô Thủy nghiên cứu cũng chính xác quá hả? Em thấy ở đây đủ sáng rồi, anh bắt thêm đèn chi? Anh làm như mấy đứa nhỏ là gà công nghiệp cũng bằng. Thật ra anh hai muốn á lớp học của cô Thủy nó được sáng sủa hơn. Với lại mùa mưa sắp tới rồi, mà mùa mưa thì trời đã tối dữ lắm, anh sợ nó không có đủ ánh sáng. Vậy làm sao cô Thủy và mấy đứa nhỏ học tốt được? Mà chưa kể nha, trời mưa thì lạnh dữ lắm. Biết đâu nhờ mấy cái bóng đèn này thì mấy đứa nhỏ và cô Thủy sẽ được ấm hơn, có đúng không? Ê, mày nói cũng chí lý ha. Ở đây đầy đủ rồi, sẵn dịp tài trợ hai cây quạt luôn đi. Một cây quạt cho mấy đứa nhỏ, một cây quạt cho cô Thủy. Giờ cuối cùng mày muốn mấy cây quạt? Hai cây. Rồi tao quyết định, gắn một cái. Trời ơi, chùm sò dễ sợ. Ê mày đâu vậy? Tao qua kho kế bên kiếm mấy cái món đồ lộn dụng một cái. Tao tự xin hai cây quạt mày buồn quá, mày tự tử chứ. Nè mấy đứa. Dạ. Cô chị khiêng đồ xuống nha. Dạ. Chào mọi người. Ý, chị Nga. Chào chị. Chào cô Nga. Ủa, mới tới hả? Ủa, có anh Quang với chị Thu ở đây luôn hả? Trời ơi, em cứ tưởng đâu mấy anh chị cán bộ phường á phải làm mấy công việc lớn như xây cầu xây đường chứ. Mấy việc nhỏ này mà mấy anh chị cũng làm nữa, không sợ mất thời gian hả? Trời ơi, cán bộ nhà nước cũng là con em của dân mà. Tụi tôi á cũng từng mê bóng bóng, rồi cũng ham học ham chơi mà cô Nga. Mấy anh chị có lòng quá ha. Bà làm gì đi trễ vậy bà?
phải lo chuẩn bị đồ ăn thức uống cho mấy đứa nhỏ nữa chứ. Anh Quang, chị Thu, chừng nào mà ở trên phường á bầu cử gì đó, anh chị nhớ nói với tôi để tôi vận động hai sớm bầu cử cho anh chị ha. Ê, em cũng bầu cử nữa đó nha. Quan nhất thời, dân vạn đại, chúng tôi chỉ là dấu gạch nối nhỏ giữa bà con xóm mình và ủy ban thôi à. Trời đất ơi, tôi chỉ cần một dấu gạch nhỏ nhìn Quan với chị Thu thôi á, tôi sẽ lôi mấy ông tham quan ra hết nè. Mà sao mấy ổng bị đưa lên báo mà không bị gì hết trơn vậy? Trời ơi, thôi đi ông ơi, người ta nói cứt trâu để lâu là quá bùn đó. Ông bày đặt quá ha. Dám không? Dám làm không? Tôi chở nguyên cái xe cho ông tới tha hồn chọi gạch nha. Muốn xe gì có xe đó, dám làm không? Trời đất ơi, bà này vô duyên. Lâu lâu gặp cán bộ phường, tôi muốn nói lên cái ý kiến của dân thôi mà. Làm gì bà nhảy vô miệng của tôi à. Làm sao tôi góp ý với cán bộ được. Thôi thôi, anh Trắng với cô Nga nè, tụi tôi lắng nghe mà. Mà thôi đi, tôi sợ ai đó nổi máu anh hùng rơm thì sao. Nói cho đã cái miệng thôi, lỡ xúc phạm ai đó hả, đi tù mọt gông luôn á, nghe chưa. Ê, bà hù hả? Tôi có ăn có học đàng hoàng. Trời đất ơi, tôi có công việc làm lương thiện. Tôi ngu gì á, làm chuyện bậy bạ để ở tù. Đúng không anh Quang? Ờ, vậy thì yên tâm. Nè, bớt bớt cái miệng đi, bớt ngang tàn đi, rồi mai mốt mới lấy được vợ hiền nghe không? Phải không cô giáo Thủy? Dạ. Trời đất ơi, tự nhiên bà lại cô giáo Thủy dưới đây làm gì vậy? Trời đất ơi, tôi cũng hiền giống như bà thôi. Ê, hiền dữ lắm nghe. Nhưng mà ai cà khịa với tôi á, là tôi thẳng tay thẳng chân à, để đánh đuổi đi. Phải không cô Thủy? Ờ, tất nhiên rồi. Dám làm dám chịu mà. Miệng á là đừng có làm liên lụy tới ai thì thôi. Vậy ha, được. Đúng không cô giáo Thủy? Trời, em đâu biết gì đâu. Anh chị này. Mấy anh chị thật là khí khái quá. Mỗi lần tôi được gần gũi ở đây thì tôi lại hiểu thêm tình làng nghĩa xóm, quây quần đùm bọc nhau bên cạnh những bãi rác chồng chất mà vẫn sống bấy nhiêu đời. Thôi chị Thu nói chuyện quá hay, văn chương quá chừng. Mấy đứa đâu rồi? Dạ. 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 Ra đây. Đi đi đi. Thôi đi ra. Đi chị. Ra đây. Rồi. Nhìn hoành tráng quá ha. Quá ha. Nó ra rồi kìa. Ở chị. Chào mấy đứa. Chào mấy đứa. Chào mọi người. Rồi. Chị Sáu. Đây qua hả? Ở đây con. Chị Sáu. Mới tới hả? Ừ. Một bữa nay không uống rượu hả? Trời ơi, cậu Quang khéo tay quá ha. Nhiệm vụ của Quang là trang trí để ngắm để chơi. Còn tao già cả rồi là cũng có mấy món ăn biệt vườn. Dạ. Trời ơi, má khéo tay quá. Mà má, má nấu nhiều nhiều cho tụi con với lại mấy đứa con nít ăn cho thiệt là no luôn nha má. Hôm nay á, em phụ trách phần nước giải khát. Em đảm bảo với các anh các chị gặp khỏe gì nước luôn. Wow, cảm ơn cô Tuyết nhiều nha. Mà tôi có ý vậy, hay là cho tôi thực đơn đi. Nghe nói có nhiều món ngon lắm hả? Có thực thì mới giật được đạo. Đó, cậu thấy kìa, đã chuẩn bị từ đêm hôm qua. Cảm ơn má. Tôi nấu những món ăn dân gian để nhớ cội nguồn, để nhớ cái gọi là tôn ti trật tự. Trời ơi, má Sáu ơi, một chút nữa má Sáu lên trên kia phát biểu á, má Sáu nhớ nói là mừng ngày thầy giáo với cô giáo thì nhớ nói là tôn sư trọng đạo chứ đừng có nói là tôn ti trật tự nha. Trời ơi, tao nói lộn thật tình chứ có là bộ gì đâu. Trời ơi má ơi là má, bữa nay tự nhiên má phun chữ phun nghĩa ra tầm bậy tầm bạ con nổi với cả hết trơn nè. Không có đủ là nó bậy hả? Anh Trắng, anh để má Sáu tự nhiên tự do ngôn luận đi. Chút nữa cô Thủy nhớ mời má Sáu lên để má Sáu phát biểu cái bài tôn ti trật tự nghe. Dạ được chứ. Một chút nữa em Mỹ sẽ thêm vô phần giới thiệu chương trình cho má Sáu nha. Ê, cái thôi, chỗ lễ lạc đây á, là cái chỗ để dành cho người có ăn học, để dành cho mấy thầy mấy cô chứ. Nè, một chút nữa phải để dành một phần cho má Sáu phát biểu nghe chưa. Má Sáu nói tôn ti trật tự cũng đúng một chữ chứ bộ. Hên có thỉ. Đúng rồi. Hồi này là để cho mấy người đàn ông mạnh dạ người ta nói. Còn tao chỉ lận lưng với dằn túi có vài vài câu Câu gì? Câu gì? Trời ơi. Câu gì? Ôi,
để giật le cho chơi thôi. Mà má Sáu nói là tôn ti trật tự cũng đúng được một chữ chứ bộ cô Thủy hen. Dạ đúng rồi, má Sáu nói đâu có sai đâu. Thì là học trò thì phải biết kính trên nhường dưới, phải biết đi thưa về trình, đúng không má Sáu? Ừ. Cảm ơn cô Thủy. Lần đầu tiên trong đời á, từng tuổi này tôi mới đi học được cái bài mà học đầu tiên là như thế nào đó. Cảm ơn cô Thủy nhiều nha. Cái thằng định cô Thủy, mày muốn hạ má mày phải không? Đâu có đâu, má nghĩ bậy với bà không à. Má, bây giờ má đừng có hờn trách chi người ta. Tranh thủ bây giờ á, cô giáo đang dạy dỗ uống nắng được đó. Má bán cái cho cô giáo đi. Ủa, cô giáo trốn rồi hả? Cô giáo, ủa, nè, cô giáo, nè, sẵn tiện để cô giáo kèm cặp luôn chùm. Trời, bậy bạ không à. Cái gì? Hả, bây giờ ông muốn làm gì? Ông muốn đánh tôi hả? Ngồi nhào vô. Ông đánh tôi đi rồi mất điểm với cô giáo đó. Ngồi nhào vô. Lễ 20 tháng 11 á, tôi không chấp nhất với bà đó nha. Nếu như mà trước đây á, chị Quỳnh Nga thách thức cái kiểu này, thế nào hai xóm cũng kéo nhau ra đánh muốn sập cái cầu sinh tử luôn á. Chưa rồi, bây giờ hết đánh rồi, bây giờ người ta khác đây rồi. Nhau rồi. Ê ê, bữa nay tao thấy thằng Trắng nó chịu nhịn rồi đó nha bay. Ờ. Nó dễ dại quá bay. Cái chuyện này hơi lạ phải không? Dạ. Ê, nếu được vậy thì tính tới luôn đi. Nói đúng đó má Sáu. Tính tới luôn cậu hen. Nè, bây giờ cái vụ này má Sáu giao cho Quỳnh Nga nghe. Má để con, má để con cho. Để con. Má ơi má. Cô giáo Thủy. Má để cho con á, được độc lập tự do đi. Thôi tự do gì? Cô giáo, dạy dỗ ông Trắng giùm tôi nha. Ơi, vui quá ha. À mà Sáu, nói nghe nha, từ lúc mà cô Thủy về đây á ha, là học trò hả, từ nhỏ tới lớn là nghe theo lời cô Thủy, mà nhất là cậu Trắng á nha, xếp re luôn. Chị Sáu nói đúng á, công nhận á, từ ngày có cô giáo về đây, con Thơm á nó biết được nhiều thứ. Sau này con Thơm đi đâu làm gì á, không bao giờ quên được ơn nghĩa thầy cô đâu nghe. Dạ. Má, má giờ mai vậy? Má kiếm gì vậy? Gì ê nãy sao? Giờ sao ta không thấy thằng cha già mắc dịch gì tụi bay? Có người nhớ ba của con phải không ta? Ta làm đi, làm đi, làm đi. Dạ. Chị ô vui quá ha, không khí sớm tụ vui vẻ quá. Sao để cho tôi phụ với nha. Trời ơi bắt nghe trời ơi mồ hôi một cây quá trời vậy nè. Lau mồ hôi coi. Lau mồ hôi coi. Để tôi lau cho Sáu nha. Có Sáu kìa quạt luôn nữa nè. Thấy không đã người ta quá quạt luôn hai cái. Đầm quá nha ba. Lo cho bà chứ mày. Để bà đổ bánh khác hết trơn à. Đảm bảo tụi nhóc thấy mê tít luôn. Ai chứ bé Thơm nhảy tưng tửng lên vì sướng. Chị nể em thiệt á Mỹ, vừa khéo tay hay làm, mà vừa giàu trí tưởng tượng nữa. Làm ra được mấy thứ sáng tạo quá trời luôn nè. Mấy cái này là anh Đủ dạy em hồi nhỏ á chị. Anh Đủ á cũng làm cho chị đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác á, bởi mấy cái tác phẩm sáng chế sáng tác của ảnh. Nè, cầm giùm anh, cầm giùm anh. Cảm ơn anh Đủ. Không có gì. Nè, rồi sao nữa? Chị làm thêm nè. Anh Ba. Đó. Từ. Trắng tới hả? Anh vừa mới tới. Anh đem cho tụi nhỏ mớ kẹo. Vậy hả? Vậy ha. Dạ, mình Ba vô. Được rồi, vô trước đi. Có thêm bánh kẹo nữa nè. Trời ơi, Sáu đủ khéo ghê không? Bà Sáu làm bánh ngon quá. Trời ơi, bà Sáu làm bánh là số 1 đó con. Chị Sáu ơi, bữa nào tôi với chị nhậu một bữa cho nó quắt cần câu nha.
ai mà chạy trước là thua đó nha. Trời ơi, thằng Trắng nó nói hoài à. Con cái bánh tráng. Đây chị, chị để em. Chị mày đẹp nè. Thơm quá. Mình ngon ha. Cả nhà chú ý, cả nhà chú ý. Cô Thủy nói gì kìa? Để mở đầu cho tiết mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức tiết mục văn nghệ mang tên Ngày Đầu Tiên Đi Học của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện do bé Thơm trình bày. Cho một tràng pháo tay. Quang Hô. Thì cơm ngoan nha. Giảm quá. Em sẽ hát với em Sang. Hả? Sang đâu rồi? Dạ. Tụi con xin hát bài Bài Ngày Đầu Tiên Đi Học. Mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương, ngày đầu tiên đi học. Em nước mắt nhạt nhòa, cô vỗ về an ui. Chào ôi sao thiệt hà, ngày đầu như thế đó. Cô giáo như mẹ anh. Trời ơi, nhìn bé Thơm con của chị á, nó xinh đẹp mà hát lại hay nữa, rất có năng khiếu. Con bé này mà chị cho nó đi học các nhà văn hóa thiếu nhi đó nha, tương lai là ca sĩ đó, chắc luôn đó. Thật sự trước đây tôi có sợ, bởi vì thay đổi cuộc sống lên trên này sẽ làm cho con bé bị trầm cảm. Cũng may là nó vượt qua được. À, còn gia đình anh sao? Tôi hả chị? Tôi thì bây giờ chị thấy là tôi cũng quá tuổi rồi, mà công việc thì nó cứ lôi tôi đi riết thôi, cho nên vẫn còn độc thân như vậy chị à. Alo. Ừ. Có chuyện gì không? Cô giáo nè. Dạ. Tôi đản trí quá. Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, đáng lẽ tôi phải mừng cô giáo một món quà, nhưng cô mà tôi đản trí, cho con ly tôi quên chè. Rồi. Này của con nè. Dạ, cảm ơn. Xin lỗi cô giáo nha. Dạ. Đâu có sao đâu anh Trắng. Cũng nhờ có anh Trắng cho nên á, mấy tháng qua em mới được đứng lớp, có cơ hội á, rèn luyện được nghề nghiệp. Rồi cái không biết, tự nhiên em yêu chỗ này hồi nào cũng hay luôn. Thiệt hả? Cô giáo Thủy yêu mến nơi này rồi hả? Cô Trắng ơi, cho con ly chè. Nè, của em nè. Dạ. Dạ. Đây. Cảm ơn cô giáo Thủy nhiều lắm. Tôi cũng không biết tôi đã trở thành học trò của cô giáo Thủy từ khi nào nữa. Anh Trắng nói quá không à. Em làm sao mà dám nhờ anh Trắng là học trò được. Anh Trắng ơi, cho em ly chè. Nè, của em đây. Dạ, cảm ơn anh Trắng. Ừ. Tôi nói thiệt đó, cô giáo Thủy đã mang niềm tin và ánh sáng văn hóa cho mấy đứa nhỏ, cho tụi nhỏ được đến lớp. Tôi cảm động lắm. Tôi cũng không biết, không đủ ý từ để thể hiện. Không biết nói như sao nữa bây giờ. Dạ. Đưa đây cho. Tụi bay có sức chị. Ha thì tao có lòng. Nhìn mấy đứa nhỏ ăn ngon vậy ha, tao sướng dễ sợ. Dạ. Bữa nay á, chị em mình được má Sáu dạy cho làm món bánh xèo, đúng là danh bất hư truyền đó. Hư truyền cái gì? Bây giờ lục nghề lắm rồi, không có còn bén nữa đâu. Nhưng mà rất tiếc nha, tại vì thằng Trắng nó mua thiếu vài món không thôi còn ngon hơn nữa. Ủa, vậy hả má? Ừ. Ngon quá bà Sáu ơi, ngon gì béo nữa. Ăn nữa đi nha.
Nói thiệt với chú Quang, bữa nay là ngày vui, mừng ngày 20 tháng 11. Tổ chức như vậy là hết sảy đó. Tiết mục văn nghệ rất đúng là rồi hay đó anh. Tụi nhỏ này nó lanh dữ lắm. Sơ suất một chút thôi là tụi nó quậy sùm lên hết luôn. Anh Trắng, anh Ba, có gì không chú? Mấy ngày nay đám thằng Bành Điên nó quậy liên tục. Chú nhắc nhở mọi người cửa nẻo cho cẩn thận. Còn riêng cá nhân chú là cứ bình tĩnh, đừng có manh động khi bị tụi nó kích động, nghe không? Tất cả là phải bình tĩnh. Tôi biết rồi. Tôi và mọi người ở cái xóm này không còn được lùi nữa rồi. Thôi, cứ bình tĩnh, đừng nên manh động. Chú nghe lời tôi đi, sắp tới còn nhiều chuyện xảy ra, rất là nguy hiểm lắm đó. Bà con hai xóm đã hòa thuận rồi, không có thế lực nào có thể ức hiếp được nữa đâu. Mọi người dùng tiếp đi. Thôi, hai anh dùng đi. Bữa tiệc tổ chức rất là thành công, đúng không? Nè, làm được mấy cái rồi? Đẹp quá ta, cho em mượn coi. Đẹp không? Dạ đẹp. Mấy chị làm với. Ủa cái bơm đâu rồi? Xoắn lại hả? Ủa cái bơm hồi nãy đâu? Con nhỏ này. Có khi nào nó nổ không? Dạ, con kính thưa. Ông Ba Đài, ông Tư, với lại bà Sáu, với lại cô giáo Thủy, các cô, các chú, các anh chị, với lại mấy bạn ở xóm Gia Trai Phế Liệu, với lại các cô chú ở trên phường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin kính chúc mọi người vui vẻ với lại sức khỏe dồi dào. Giỏi dữ ta. Dạ, em nhiều lần muốn cảm ơn cô Thủy. Từ ngày em bỏ gia đình đi, được anh Trắng yêu thương với lại cả xóm chăm lo, em xin cảm ơn anh Trắng và tất cả các bạn. Cảm ơn anh Trắng và các bạn đã chăm sóc em từ khi được cô Thủy giúp đỡ và dạy bảo em nhiều điều. Em đã hiểu được chú Hiếu là gì. Với lại em xin hứa là em sẽ quay về nhà và em sẽ thương ba mẹ. Em sẽ thương mẹ em. Với lại em sẽ không quên gia đình nhỏ của mình. Em xin hết. Ê, nghe thằng nhỏ nó phát biểu nó muốn ứ nước mắt luôn vậy. Gì đó mà lẹ nước mắt vậy không biết nữa. Đợt này là tụi bay. À không, tụi bay tụi mấy đứa nghe nè. Đó ha. Tổ chức coi có vẻ sôm tụ đó nghe. Chẳng những sôm tụ mà đúng bài bản nữa chứ. Để cho con cháu nó học hỏi. Mấy đứa này giỏi ghê á. Đặc biệt trong cái lớp này là có nhỏ này nè, nhỏ đội nón nè, nhe răng cười hoài nè. Lanh lẹ tháo giác lẹ làng mà coi được ghê mà không biết con ai. Nhỏ này đó hả? Ừ. Con ai vậy chứ? Con tôi đó. Dạ con là con của ba con. Ủa vậy hả? Làm bộ hỏi vậy chứ không biết rồi con ơi. Dạ, nhưng mà con làm sao mà lanh lẹ bằng con của má Sáu được ha. Kìa, có người cũng đang lanh lẹ tháo giác bên kia kìa má. Đó, mình đói mát à. Xin mời quý khách ăn ngon miệng. Anh Đủ điêu luyện như vũ công, giống mấy người nhảy múa trên truyền hình ghê luôn á. Ủa, cô Thủy nói tôi giống nghệ sĩ thiệt hả cô Thủy? Trời Đức ơi, tao thấy mày giống chú Hề thì có. Mày làm gì múa múa giống như thằng Lạc Đức đuôi vậy? Trời, mày làm gì thấy ghê vậy Đủ? Ê mày, tự nhiên giờ mày ganh tị với tao mày. Mày thấy tao có tài năng cho nên mày muốn ém tài tao chứ gì. Được rồi, tao sẽ biểu diễn tài năng cho mày học hỏi nè. Cô giáo em, người xinh xinh, cô ơi cô, anh yêu cô. Vì mỗi lần cô hát anh vui đó cô. Trời, bảy tập ba, chế nhạc của người ta coi chừng vi phạm bản quyền của người ta nghe chưa. Trời ơi, ý mày nói vậy là mày không công nhận tài năng của tao phải không? Được rồi, vậy thì tao với mày ra đây đi. Mình sẽ trổ tài để cho cô giáo nè với mấy đứa nhỏ chấm điểm. Dạ. Thôi đi ha, thôi đi. Mày thấy uống rượu á thì bắt tao uống trước. Uống cho xỉn rồi á mày mới tới. Còn bây giờ muốn hát phải không? Thôi được rồi, tao chấp mày đó. Nhưng mà tao làm khán giả thôi. Chơi luôn anh hai, lâu lâu mình làm live show một bữa. Chơi thì chơi. Anh Đủ á, có khiếu quạt náo ghê ha Mỹ ha. Dạ luôn phải không? Dạ luôn.
À, đây chị để em nha. Dạ. Ừ. Ba. Nè 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 nè, tôi rót nước cho bà uống nè. Trời ơi. Nóng quá, tội nghiệp ghê vậy đó. Trời ngon quá. Thấy chưa? À, thằng Trắng với con Quỳnh Nga nè, lúc trước là đánh nhau sanh tử, bây giờ cũng bắt tay trong hòa bình rồi. Bây giờ hai sớm có thể đề quê rồi. Ờ. Làm lớn thì phải làm gương, chứ đừng có làm phách làm tàn, thì cả sớm được yên vui chứ có gì đâu. Chị Ly đó, con thấy dì Sáu nói đúng á. Về sau này được bác Tư với lại dì Sáu dẫn dắt á, thì anh Trắng với cô Quỳnh Nga yên tâm mà phát triển kinh tế gia đình. Ừ. Nếu được á, ừ, thì cứ nói để con đứng ra bảo lãnh cho mọi người vay vốn. Ừ. Thiệt hả anh? Dạ, hay quá. Thiệt không Quang ơi. À, trời ơi, mà người ta nói ăn bữa dỗ lỗ bữa cài. À, à, bữa nay là được ăn nè, rồi được chơi nè, rồi được nhìn bà Sáu Dảnh nè, thấy không? À, ừ. Vậy đó, còn được cán bộ nhà nước mở lời, mở lối, mở lợi lộc cho bà con mình. Dạ. Vậy là quá vui rồi đó, đúng không? Chỗ tay đó. Mời anh Trắng, cô Thủy với lại ông Tư, chị Quỳnh Nga, bà Sáu ăn với lại ông Ba Đầy. Cảm ơn sao. Đủ nữa. Thằng này giỏi nha. Trời ơi, hồi nãy nó làm mình suýt nó khóc luôn á. Công nhận hồi nãy á, anh Trắng đâu có thấy mày soạn bài trước đâu mà mày nó ngọt muốn khóc luôn vậy hả? Dạ, anh Trắng nghe coi. Tại vì em có viết trước rồi, xong rồi em học thuộc, còn lại bao nhiêu á là em suy nghĩ hết á. Em suy nghĩ về mẹ với lại sớm của mình á. Ôi hay vậy hả? Em thấy em say xúc động, mọi người cũng xúc động luôn chứ. Bộ thơm, anh với em đi ăn đi. À, đi đi. Dạ. Dạ em đi nha. Ừ. Đi. Cũng may á mà cô Thủy tới đây á, mấy đứa nhóc hào hứng lạc quan hẳn ra. Bà con mình cũng có dịp gần gũi nhau hơn. Cảm ơn cô nha. Còn Trắng nè, ông cũng thân thiện, vui vẻ mà hay cười hơn nữa. Em thấy á, anh Trắng với lại chị Quỳnh Nga ai cũng vui vẻ, nói cười suốt à. Thôi, để em vô trong chuẩn bị để tối á, còn lo mấy tiết mục cho mấy đứa nhỏ làm biểu diễn nữa. Trời ơi, tự nhiên á muốn cạnh anh với mấy đứa nhỏ ghê. Dạ. Vậy thì ông thử đi, coi coi cô giáo có cảm động động lòng không. Dạ thôi, mọi người ở lại ngồi chơi. Với lại một lát nữa tối đến á, em sẽ có tiết mục văn nghệ đặc biệt dành cho mọi người ở đây. Cô Thủy. Dạ. Cô Thủy cho tôi làm học trò của cô Thủy nha. Cô Thủy. Dạ. Tặng cô siêu nhân à. Dạ cảm ơn anh Đủ. Dạ. Ê mày, hôm nay ngày liên quan cái tự nhiên mày gặp cô Thủy mày nói như vậy, mày muốn giành lập công với tao hả mày? Vì hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, tao phải ưu tiên cho cô giáo. Thôi, ha, quỷ. Mày cũng bày đặt cạnh tranh với tao nữa ha. Thằng này mà nó làm học trò, nó sẽ làm học trò cá biệt. Con ưu tiên cho ngồi đầu bàn luôn á chú Tư. Tôi biết thằng Trắng lâu rồi. Tôi nhậu với thằng Trắng này là cũng nhiều trận dữ dằn lắm rồi nghe. Tôi đã từng nghe nó kể về chị Sáu, nhưng mà rồi biết danh chị Sáu đó là một cái tay chủ sĩ ngon lành nữa. Tôi uống chơi có mình. Thì bữa nay đó là mới gặp tận mặt chị Sáu mới biết đúng danh đó là một cái tay chủ sĩ ngon lành đó. Không có đâu, tôi uống chơi chơi có mình thôi, chứ có ai mà bầu bạn đâu mà chủ sĩ. Nè, tôi biết bà Sáu bà vui dữ lắm khi mà thằng Trắng được như vậy. Đàn ông con trai thì phải ngon như thằng Trắng chứ. Vậy đó mới có nhiều cô phải lòng. Vậy đó mới dễ làm ăn phải không? Má. Thôi, má Sáu này bên con trai giữ ta. Má Sáu này. Thôi, con nhường sân chơi lại cho ba nha. Anh Tư, nói chuyện nãy giờ tôi thấy chị Sáu là đối xử rộng rãi ngon lành lắm á nghe anh Tư. Coi vậy chứ bà Sáu mấy chục năm rồi tôi chưa cưa đổ đâu. Gì vậy hả? Trời ơi. Nhỏ mà có vỏ. Nè nè, cha con ông đừng có đẩy đưa nha. Thằng Trắng nó thương mà con Quỳnh Nga chưa chịu thì ông cho tôi biết đi. Thôi má, má kỳ quá. Để tôi uống nắng cho hai đứa thành đôi chứ. Má cỡ rồi, má Sáu má cỡ bỏ đi được vậy. Ôi, chuyện của tôi nó tôi nắm trong lòng bàn tay vậy nè, mà tôi chỉ cần ra tay cái ôi mà thôi.
Cái vụ này á, là ông bà là phải bắt tay là nhậu vài trận rồi dứ dằn cho ra lẻ nghe. Anh à? Có ngồi ghế trọng tài không? Nè ông đừng có xúi dạy tôi nghe. Gì? Ông đừng có thách à. Mấy chục năm rồi mà tôi không có dám đụng trận tay đâu nào với bà Sáu Dảnh hết trơn à. Ừ thì tối ngày nằm trong nhà ru rú ôm cái đờn không hả? Có cái bài ca giọng cổ mà ca mấy chục năm rồi mà cũng chưa có thuộc á. Trời, sao vậy anh Tư? Bài nó khó học thì phải học từ từ chứ. Trời đất ơi, có cái gì đâu mà ngát anh Tư. Trời ơi, bất quá là nhậu dài trận cho quá cần câu thôi. Đàn ông mình đó là đường đường chánh chánh là không có gì sợ hết trơn hết trọi á. Dám không? Ai tới thì tôi mời, còn không thì không mời cũng không ép nữa. Thấy chưa? Ôi già cả rồi còn kiêng cử gì nữa. À, rồi lỡ chết thèm rồi sao? Ôi trời trời, thấy chưa? Thôi lớn tuổi rồi nói chuyện vậy đâu chết thèm kỳ cục quá. Thôi mà ngồi gần tôi quạt cho bà mát mà làm dữ kìa. Cái tài sắp lành rồi đó. Dạ. Chắc anh ba tìm chị đó. Dạ. Thôi tôi đi kiếm mấy đứa nhỏ nha. Dạ chào anh. Chào chị. Mời cô uống nước. Cảm ơn anh nhiều nha. Tôi hứa với cô, trong một thời gian ngắn nữa thôi thì cô sẽ biết tôi là ai. Anh ba, thật sự tôi không hiểu chuyện anh làm, mà tôi cũng không muốn biết. Nhưng tôi chỉ xin anh thương giùm cho. À, trong thời gian vừa qua thì điều tôi vui nhất, cô đã nghe lời tôi, tin tôi. Cô băng bó như vậy và diễn trước mặt mọi người rất là đạt, không ai nghi ngờ gì. Luôn cả con bé Thơm con của chị ở chung nhà mà nó vẫn không biết. Nói thiệt tôi rất là vui, điều đó thể hiện là chị là người rất là kiên nhẫn. Dạ thiệt tình đó thì tôi cũng ráng nghe lời anh để cho tai qua nạn khỏi. Nhưng mà anh cho tôi hỏi, chừng nào tôi mới tháo băng ra được? À bây giờ thì ổn rồi, tụi nó đang theo dõi đối tượng khác. Nhưng mà để cho thời gian mà điều trị nó hợp lý thì khoảng chừng tuần sau cô phải tháo băng. Ừ, dạ tôi hiểu rồi. À, thiệt tình là tôi cũng đâu gây thù chuốc oán với ai đâu, mà sao tôi lại bị như vậy? Thôi chị cứ an tâm đi, đừng có nên lo nghĩ lung tung nữa. Ráng đóng cho nó đạt, để mà tụi nó phát hiện cho thằng khùng nào tới đây á, nó hại chị thì lúc đó tôi trở tay không kịp đâu. Hả? Dạ cảm ơn anh. Cũng may là có anh với lại mọi người động viên giúp đỡ mẹ con tôi. Tôi mang ơn anh nhiều lắm. Mẹ ơi. Hả? Chào bác đi con. Con chào bác. À, chào mẹ cháu. Ơi, cô Thủy nói á là mọi người quay về khu vực sân khấu, tại vì cô Thủy sắp thông báo cái gì quan trọng lắm á mẹ. Ờ. Vậy có mời bác không con? Dạ có chứ. Cô Thủy còn nói á, tất cả mọi người ở đây đều là khách quý của chương trình hết. Rồi, thôi giờ chúng ta vô đi ha. Dạ, đi con. Và để tiếp tục chương trình, xin mời các cô chú và các bé tiếp tục thưởng thức một tiết mục văn nghệ đặc sắc của bé già. Hát cho thiệt hay nha. Vô tay cho tao nha. Ờ. Chú voi con ở bàn đôn chưa có nhà nên còn trẻ con, nhưng và chú đáp mười lại ham chơi. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh có thân mình to, khắp chốn Tây Nguyên cần nghĩa voi, gắng sức xây buôn làng đẹp hơn. Mọi người thấy tiết mục của bé vàng có hay không? Hay. Kính thưa bà con và các em học sinh yêu quý, tôi chỉ là một thực tập sinh. Tôi đến đây để dìu dắt các em, để cho các em biết được con chữ với nếp người, giúp cho các em chăm chỉ học tập, công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Và giờ đây các em đã được xóa mù chữ, cũng đã biết đọc, biết viết. Còn về tính toán thì các em cũng đã khá thông thạo. Chắc có lẽ là do cuộc sống mưu sinh mà các em phải cân đo đong đếm hàng ngày để buôn bán ve chai phế liệu
Cho nên là xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần của các em. Để tiếp tục chương trình là câu hỏi đố vui. Đây là sáng kiến của cô Thủy. Xin mời tất cả mọi người ở đây cùng tham gia nha. Dạ. Ê, hả? Mày tham gia không? Tất nhiên rồi. Chú tham gia không? Chơi thì chơi à. Câu hỏi không có giới hạn số lượng và đáp án, cho nên mời tất cả các em học sinh và phụ huynh ở đây cùng tham gia. Câu đố là các vị phụ huynh cũng như các em học sinh ở đây hãy cho biết ngày sinh của mình. Mời con. Đố chưa chỉ có một câu thôi hả cô? Ừ, đây á là câu hỏi duy nhất, cho nên á nếu mà ai có câu trả lời xin mời giơ tay. Mỹ, em giúp chị ghi lại câu trả lời của mọi người nha. Ai muốn đánh thưởng á thì phải nhớ ngày sinh của mình đó nha. Ê, bà có nhớ ngày sinh của bà không? Sao nhớ? Biết năm sinh là mừng lắm rồi. Ông nhớ không? Má, tôi biết chết liền á. Ba. Hả? Ba nhớ con sinh ngày mấy không ba? Trong 30 ngày có một ngày á. Mà quên rồi. Cô giáo Thủy, cô ra cô đố vậy cái tự nhiên ai cũng đơ hết trơn. Mà sao cô giáo đố gì kỳ vậy? Ôi, câu đố còn khó trúng hơn lô tô nữa à. Đứa nào ló mặt ra đời cái là cha mẹ phải dắt dò lên cổ chạy ăn, chạy kiếm sống rồi. Đó, chứ còn nhớ được cái gì đâu à. Như bản thân tôi đây nè. Trời ơi, tới bữa nay mà còn không nhớ sinh nhật tôi ngày mấy nữa à.